Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mia Thanh Ezi đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Dragon Ball nhé. Ok. Và hôm nay thì mình sẽ thực hiện tiếp cái nhiệm vụ rồi. Ở lần trước thì ta sẽ đã đánh bại được cái thằng Napan rồi và cả thằng Toles nữa. Thì hôm nay ta sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ và hôm nay ta sẽ đối đầu với ai đây ta? Thì mình sẽ xem. Hình như lần này ta sẽ đối đầu với Kalik thì phải. Tại vì theo trong cốt truyện ấy thì sau khi đánh bại thằng Napan ấy thì Goku sẽ trở về từ cái tập luyện của thần vũ trụ đây rồi. Chuẩn rồi. Chúng ta gặp Goku ngay đây rồi. Rồi và nó sẽ xem nào. Thì chúng ta sẽ không có thời gian để dừng lại và suy nghĩ đâu. Tôi cần phải tới chỗ Gohan nhanh nhất có thể. Thật ra thì tôi không biết cậu nhưng mà rất là cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi. Yes, tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến chỗ Gohan nào. Cậu có muốn đi cùng với tôi hay không? Dĩ nhiên rồi. Let's go nào, tiến lên. Chúng ta sẽ đến chỗ Gohan. Đấy rồi. Napan kìa, thằng Napan kìa. Và hình như có thằng Kalik nữa thì phải. Đấy, Kalik này. Đây, Goku sẽ xuống đây. Trở về và cứu Gohan và Krillin. Đúng rồi, Piccolo hình như chết rồi thì phải. Piccolo này, Thiên Sinh Hằng và Chan Sư này chết rồi. Ok, lùi lại đi. Thì chúng ta sẽ đối đầu thôi. Chúng ta hãy đi nào Gohan. Cha. Ok, đi thôi nào, không ăn được đâu. Chúng ta sẽ có một trận đấu giữa Goku và Kalik. Còn mình sẽ đối đầu. À, thằng này có năng lượng bóng tối này. Khỏe vãi. Chúng ta sẽ đầu với thằng Nadan à. Thằng Napan. Nadan. Đấy rồi. Chiến đôi Napan. Chiến nào Napan. Lên này. Nhờn này, ok. Sút. Sút này. Liên hoàn đấm. Wow, bao nhiêu hit? 15 hit rồi. Oh. Wow. Wow. Né ra. Né ra này. Sút này, ok. Hai ta. Ờ, vào đây Napan. Vào đây. Đánh hết. Úi giời ơi. Liên hoàn bắn này. Yes. Nhắm này, ok. Kiểu thức thôi, sút. Napan này, ok, vào đây. Nào. Giờ không được rồi. Metal Crash. Khỏe vãi. Sút, sút. Hay, lao tới. Đấm này, một phát nữa. Kiểu thức thôi. Này, này. Được có hai mấy hit thôi. Chúng ta sẽ có Football Energy Quay chưa đủ. Sút đây. Sút này, sút, liên hoạt đơm. Tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục này, tiếp tục. Ui, hay ta. Ok, 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 mình rơi tự do rồi. Lên nào, Football Energy Way này. Chạy, chạy đi này. Yes. Một thằng sau. Còn thằng Kalik nữa. Ok, nó ở đâu ta? Goku sắp hết máu kìa. Ok, tìm nào, tìm đối phương. Kìa, xa quá. Thằng nào mình không nhìn thấy luôn. Cứu nào, lao tới, lao tới. Vegeta. Vegeta này. Nó nhiều máu ta. Từ. Cứu Goku nào. Sút mày này, Vegeta này. Tao phải sợ. Yeah, Thánh Eji đây. Thánh Eji đã xuất hiện. Ui, Goku sắp chết kìa. Đừng để Goku chết. Đưa vào đấm đá. Hay ta. Một này. Một triệu. Tiếp tục này. Sút. Biến. Hai đánh một thì không chuẩn cũng què thôi. Nhân. Đây này. Football Energy Way. Wow. Đài, bảo Goku không chết. Tuyệt vời mà trời. Woo. Đã bụng rồi. Ngươi sẽ phải trả giá chuyện đó. Trả giá cái quái nữa. Ok, và finish rồi. Mình không biết được rank S không. Cầu mong được rank S. Đánh khá hay mà ta. À, rank A. Ok, khá ngon rồi. Và mình sẽ sao ta. Chúng ta sẽ ok. Thì chúng ta sẽ quay trở lại chỗ ông già thần Elder Kai để nhận tiếp nhiệm vụ thôi.
Nào nào, hình như mình đang lên cấp rồi vậy. Chúng ta sẽ nâng điểm chỉ số gái một chút. Rồi, ok. Nâng. Hey everybody. Hello cool. Hello. Hay thật, cái này có nhiều cái biểu tượng emoji rất là hay. Ok, ta sẽ nhầm ta. Đây, nâng điểm đây. Mình sẽ nâng 3 điểm vào máu ấy, cho nó trâu một chút. Rồi, ok. Và mình sẽ đến chỗ thần Elder Kai để nhìn tiếp nhiệm vụ nào. Từ cái phòng tham nét này có thể nhìn thấy tất cả các hành tinh đây. Đấy, rất là đẹp. Rồi, Elder Kai, chúng ta sẽ làm gì đây? Cậu đã quay trở lại rồi. Và cậu có muốn kiểu như là tham dự vào một cái dòng thời gian khác hay không? Let's go, lên nào. Chúng ta sẽ đến với dòng thời gian khác. Đây rồi, Kalik và thằng Napan đánh nhau sấp mà lờ rồi. Bây giờ nó sẽ tạo ra mặt trăng. Đúng rồi, tạo ra mặt trăng để biến hóa thành khỉ đột khổng lồ. Yeah. Wow. Burn open and mix. Đây rồi. Tại vì bọn này vẫn là Saiyan nguyên thủy mà. Có cái đuôi đằng sau. Tim đập nhanh và cơ thể dần dần to lớn lên để hóa thành siêu khỉ đột. Sức mạnh đáng kinh khủng. No way. Wow. Hai người tôi này thì anh thích quá đây giờ. Wow. Một con khỉ không quần áo, không có giáp là thằng Napan. Còn con này là thằng Kalik đây rồi. Trong chuyện đánh nhau mỗi với thằng Kalik thôi. Power X10 nhân 2. Trạng thái siêu khỉ đột. Wow. Đánh thích quá ở đây, phải hướng dẫn chứ. Còn thêm bút thêm năng lượng bóng tối nữa chứ. Quá kinh khủng. Nào. Ok thì chúng ta sẽ phải là sao ta? Có nghĩa là nó sẽ phải đánh cái thanh stamina nó giảm xuống hết. Thì khi cái thanh stamina nó giảm xuống hết thì nó sẽ có một khoảng thời gian đơ. Lúc ấy nó sẽ lao vào đấm nó và máu sẽ giảm. Ok. Và khi nó bị đơ ấy thì chúng ta có thể nhấn nút EQ để vật nó xuống. Ok. Khá hiểu rồi ta. Đánh hết stamina này, vật nó xuống này. Rồi. Ok. Nào. Sút đó. Nào, bay. Tụ kỵ. Rồi nó bụt một mình. Bắn này, liên hoàn bắn. Hai ta. Mình không lao vào gần được tại vì mình lao gần nó sẽ đấm mình. Bắn này. Ok. Nó bị đơ rồi. Rồi. Và đấm liên hoàn. Đập. Rồi ơi. Nó bắn tôi. Ok. Đấm này. Trước khi nó nhảy ra sau. Từ. Mình cần giữ khoảng cách. Bắn này, Napan này. Ok. Bắn nhanh nhất có thể nào. Rồi. Bắn nữa. Rồi, chạy. Vòng sau nó. Woo! Nó chưa đai. Bắn nữa này. Ok. EQ. Vật nó mày xuống này. Rụng đầu này, ok. Bắn này, tập trung vào thằng Napan đi. Wow, nó gồng sức mạnh. Chúng ta sẽ đến ngay chỗ thằng Napan. Bắn này. Con này phải đánh chiến thuật anh em ạ. Không thể nào đánh vớ vẩn được, không thì thua ngay đấy. Này, rồi ơi. Tụ năng lượng. Nó sắp đai rồi. Mình đều phong bao energy wave nhé. Thế bảo là bảo đánh mà xong. Đấy rồi. Bà đi. Vào đây, full rồi, energy wave. Bao nhiêu máu. Ok, baby. Bắn này. Ném đá nhá.
Ok. Đây. Đúng rồi. Ui, nó quét mắt. Thế mới điên ta. Chạy. Có phải tới tầm xa anh em ạ. Không thể nào tới cũng tầm gần được. Tới cũng tầm gần thì chết ngay. Nó ném Goku. Ném Goku à? Đây. Đây rồi. Hạ gục. Yes. Một con nhé. Còn một con nữa. Wow. Con kia nhìn khiếp quá ta. Mới có liệu ăn nổi không ta? Còn một con nữa. Tập trung con này nhiều máu hơn thì phải. Nó có giáp. Cứ té đã. Đấy. Nó lăng đấy. Nó lăng thế thì đánh thế quá được. Ôi ơi, sao vẫn dính vậy? Mình quăng né rồi mà. Né đi này. Rồi ơi. Goku sang bên kia em ơi. Sang bên kia đi. Nó vụt cho kìa. Ngu thế ta. Này thằng nơi. Đâm nó đi. Full power energy way. Rồi. Khá là nhiều máu đấy. Rồi tôi không cháy được. Mày nhờn á thằng này. Ok, đấm Goku kìa. Đấm Goku của tao á. Không được đâu. Này. Yes, rồi ơi. Nhầm rồi. Làm vào nhanh nhất nào. Rồi ơi. Nhờn này. Ok. Làm gì đấy? Ui, vẫn chưa xong à? Còn châu vậy ta? À. Gohan và Krillin sẽ tham dự trận chiến này. Tuyệt vời. 4 đấu 1. Không chuột thì cũng què thôi. Nào, chiến nào. Đây. Ok. Rồi, nó bắn máy mắt, nó bắn dưới. Nó bắn dưới nhé. Nào, bắn lên. Mình sẽ ngoài bắn thôi. Mình lao vào mình không ăn được. Mình rất là yếu. Mày vào đây. Rồi, ok. Mình sẽ dùng cái chiêu này. Meteor Crash. Đấy rồi. Lao vào. Đây. Meteor Crash. Đánh nào. Hết sạch Meteor Crash rồi. Goku sắp đai. Té thôi. Đánh thế thôi. Chết ngay mà. Mẹ nhìn này ngu vãi. Làm sao mà đứng đây để đánh được. Nhờn này. Goku đai rồi anh em. Đánh thế làm sao mà chả đai. Tốt lắm. Hay lắm. Đánh nó đi. Lên nào. Hay ta. Rồi, té. Ui trời, Goku đai nhé. Còn nó còn tí máu rồi. Ui, đánh đến mình. Nó thấy mình rồi. Nó thấy mình là nguy hiểm nhất trong hội rồi. Tao khôn lắm. Tao không đánh người đâu. Ai lao vào như vậy. Ôi xịt rồi ta. Nhồn này. Bắn. Hãy ta. Ui Krillin sắp chết đây kìa. Đúng rồi. Nó đang ném đá. Đang ném đá hay quá. Rồi ok. Hạ được rồi. Wow. Đây rồi. KO. Yes. Mình đã thay Goku hạ thằng Kalix rồi. Wow. Dựa khó lại chặt đứt đuôi này. Alright. Cái này là cái thằng thằng gì thằng béo chặt đuôi của cái thằng này. Hóa dạng thường thì ăn hành sấp mà. Similar. Rồi ok. Tuyệt vời mà trời. Rank C thôi anh em. Chúng ta để hai người chết rồi. Nhưng bất lực thôi. Lên cấp này ngon ta. Tuyệt vời mà trời. Yes. Cái đoạn này là thằng Gohan, à thằng Kalix nó trốn này. Thằng Krillin định giết. Nhưng mình cản nó lại. Goku cản lại chứ. Đấy, định giết đó thằng này. Không được, không thể làm thay đổi lịch sử được. Đấy, rồi.
nhìn đẹp trai vãi. Thanh niên Thành Ezi đẹp trai vãi, nhìn chất vãi luôn, nhìn kìa. Anh ta nhìn chất không? Ta sẽ đánh bại hắn bằng cái đôi bàn tay của mình. Cảm ơn. Yes. Ok, chúng ta đã trở về nhà rồi và thực hiện xong cái nhiệm vụ này rồi. Rất là tuyệt vời luôn đấy. Và mình đã lên thêm một cấp được rồi, thêm một đống tiền đây rồi. Ok, mình đã trở về đây. Welcome back. Rồi, chào đã, chào thần đã. Phải lễ phép các kiểu chứ. Ở kia nó sẽ có cái gì đây? Ok. Oh, kia lấy mà. Kia trăng mà. Trăng với ai vậy ta? Wow, một siêu chiến binh à? Một siêu chiến binh. Thì theo như ở trong cái phần đấy thì siêu chiến binh này là cái thằng mà mình sẽ đánh ở cái phần 1 ấy. Nếu như các bạn nào nhớ phần 1 thì nay mình cũng chơi thì mình sẽ có thằng này. Nhưng mà mình không chơi hết phần 1. Welcome back. Ok, chúng ta sẽ làm gì đây? Ồ, chúng tôi xin lỗi vì tôi đã thất bại trong cái nhiệm vụ của mình. Hay ta? Cái gì đây? Chúng ta sẽ xem thông tin gì. À, tôi tào Trang đây, giới thiệu rồi. Ok, chúng ta sẽ gì đây? Đây là cái, gọi là như kiểu cái đồng đội hỗ trợ tôi này. Đấy, thằng này cười nhé. Chúng tôi sử dụng những cái cuộn giấy để thực hiện những cái nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng mà có rất là nhiều cái sự thay đổi xáo trộn trong lịch sử, rất là nhiều mà chúng tôi không thể nào mà sửa chữa hết được ấy. Vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ của từ bạn và Elder Kai. À, thằng này thì ra nó muốn muốn mời mình giúp đỡ nó thực hiện cái nhiệm vụ. Ai cha, hay ta. Thằng này lúc em mà cứu mình đây, đánh nhau thằng Thales đây. Hài vãi nồi. Có nghĩa là sẽ gia nhập nhóm của Trang để thực hiện nhiệm vụ thôi. Ông ấy bị sao đây? Cái quái gì vậy? Ok, chúng ta sẽ xem nào. Rồi. Thì cái gì đấy? Demon Dream à? Cái vòng ác quỷ đúng không? Thì ở đây là cái sự nguy hiểm đến từ nhà khoa học Towa. Và cái hình như con robot mà hắn tạo ra, Mira. À, Mira là boss ở phần 1. Đây. Ok, chúng ta sẽ sang một cái phần khác. Wow, đây là một cái đoạn phim hoạt hình anh em ạ. Giống hệt như ở trong ấy luôn. Anime luôn. Ok, thằng nào? À, thằng Thales. Ok, giống như sức mạnh của ta đây rồi. Rồi, đẹp trai vãi. Thales. Giống hệt Goku luôn đấy. Một phiên bản Goku ác quỷ. Còn là Lost Look nhá anh em. Anh em nào chưa biết thằng này thì xem trong ngoại truyện cũng có. Phải được, thằng này là siêu Namek. Thales. Snook. Đấy. Ok, tìm người khó quá đấy. Nhà khoa học chế tạo ra Mira. Thôi quá. Đây, Mira đây. Ok. What I do is none of your damn business. Đây là cha Goku mà, Berox trong cái trạng thái Maxman mặt nạ, người đeo mặt nạ. Năng lực ác quỷ, tà ác. Rồi ok, ra xem cái cốt truyện là gì, mấy bọn ác nhân này gặp nhau, nó bàn tính cái điều gì đây? Mà cái thành phố bị hóa hủy ở thành phố gì, mình không biết thành phố gì ta. Mira, Towa và Berox. Lost Look và Thales. Ok. Ta không đi theo cái gì à? Cái con đường của ngươi đâu, Mira. Ta không kiểu như là không trở thành như kiểu là thuộc hạ của ngươi đâu. Ai chà, kênh ta. Duy nhất là ta kiểu có mối thù với cái thằng Saiyan ấy. Thằng Saiyan ở đây là chính là Goku. Đó tất cả những gì mà ta kiểu hợp tác với các ngươi đấy. Thế thôi. Chứ ta không làm thuộc hạ của ngươi, thằng này nói sỗ vãi. Nào, đừng có cãi nhau. Rồi, chúng ta sẽ... Ok. Nó sẽ đưa cho mình cái gì đấy? À, cái quả này ấy, thì để mình giải thích một chút. Cái quả này là cái quả của trái cây... của cái cây thần.
cái cây thần này nó sẽ trồng trên một cái hành tinh nào đấy thì nó sẽ có mang cái sức mạnh của hành tinh đấy. Nếu mà khi ăn cái quả này nó sẽ tăng sức mạnh. Để nó nói này, nếu mà ăn cái trái cây ác quỷ này từ ăn cái quả này từ cái cây thần, nó sẽ làm tăng cái sức mạnh của các ngươi lên rất là cao. Rồi. Thì ta sẽ có thể là đánh bại được Kakarot với một đòn duy nhất, chẳng bốc phét vãi. Rồi. Đi thôi nào. Hai ngày thuộc hạ thôi, vớ vẩn thôi, tép diu thôi. Nhiều quân tốt đấy, chúng ta sẽ đối đầu với hai ngày trước. Còn boss sẽ là Mira và Towa cũng như là Bedrock. Rồi đi thôi nào, hai hàng đầu đất này. Rồi. Ok. Brother. Thì nói là thằng Mira này, thằng Mira ra là con robot do Towa tạo ra mà. Rồi. Wow, nhìn ngon vãi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái vũ khí trong tay, đó chính là Bedrock ấy. Đấy, quay ra nhìn Bedrock. Oh, wow. Hay ta. Có một đoạn phim bắt cảnh rất là tuyệt vời. Rồi ok, chúng ta sẽ sang phần nào đây? Mình đang nói chuyện với Super Kai. Ok, chúng ta sẽ nói về cái gì đây? Chúng ta sẽ có cái khu vực mới. Và nó sẽ cần đi tìm hiểu cái khu vực đó. Đây. Đây là cái tham ấy đây. Cái gì rồi ta? Cái này gọi là cái gì đây? Chúng ta có thể kiểu là dịch chuyển giữa thành phố Koto City này đến những cái vùng đất rộng lớn của trong vòng thời gian ấy, những cái lỗ hổng thời gian ấy, chúng ta có thể fix được ở đấy. Chúng ta có thể nhấn Q để truy cập vào cái khu vực mới này. Hay ta? Ở đây chúng ta có thể làm thêm được những cái quest mới và những kiếm thêm được những cái kinh nghiệm mới. Hay. Tất cả là 1 2 3 4 5 khu vực. Đầu tiên là nhà của thằng ông Santa Tokusu này, Hercules House. Thứ hai là công ty Capsule. Thứ ba là Guru House, Masibu House và phi thuyền của Frieza. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên một like, chia sẻ video giúp mình. Ok, chúng ta sẽ kết thúc thôi. Bye bye.